ra xe mô tô và đến đây. Thôi đèn nó bỏ đồ vô ba lô bên kia. Ôi đúng rồi, lún lún cái thằng đá. Đá, đây này đá này. Ôi trời, ngon, bước ra đây. Tao ngon đây. Còn đá nhiêu không? Lần lần lần. Chạy luôn đây. Tiếng cười ở trước. Tiếng cười xong. Tiếng cười xong đánh nhảy lên. À, điêu thằng này. Asa chỉ bên kia, chỗ này cái khu rất xa, đám mà nó cũng đám đấy. Lần nữa có bán không? Mày biết tao bán giống hồi bữa thôi, bán chỗ nào vừa vừa thôi, nhưng sâu quá tao bán được. Chỗ bên kia, đó. Sâu không? Lần có bán không? Không. Không à? Không biết bán. Vậy là có chuốc với là chiến hả? Hai đứa mấy. Đây. Đây là đại ca chuốc. Quay anh hả? À, đang quay. Thôi, quay nó gì đấy. Mày lại có nhìn Facebook rồi em ạ. À. Trước này chuẩn bị lên Facebook rồi nhá. Tao lại chia sẻ giống hồi bữa cái vụ mày đi chơi suối ấy. Ừ. Bữa chia đấy. Sẻ. Ô, hôm bữa em chia sẻ trang của em quá trời người chia sẻ luôn. Ừ. Bao nhiêu? Bao nhiêu lượt chia sẻ? Không, mấy người gọi là người trong xã, người ta thấy ở trong xã mình này chia sẻ nhiều. Nhiều cũng được. Đây. Để hôm nay chúng tôi đi bắn cá suối. Cá gì nhỉ? Cá niên à? Nói chung là các loại cá suối. Các loại cá suối. Này, hôm nay tôi được đại ca chuốc. Và đại ca lần. Đây đây chứa vào đại ca lần đi. Đây. Đại ca lần. đi bắn cá suối vào ban đêm. Thường thường là cá ban đêm thì mình bắn nó sẽ không chạy, không bơi đúng không? Nó có bơi nhưng mà nó chậm không hơn nhìn ban thấy. Ngày. Nó chậm hơn ban ngày nên mày con cá niên là con cá đặc sản. Đặc sản là vùng ở đây. Cam lông ấy. Nó là cam lông gì vậy? Là đặc sản vùng măng đen. Mẹ đen luôn. Là leo mới đi. Chưa đấy. Đây là sống. Tao biết mà, đẹp mẹ cái đèn này chập nước rồi. Mặt sáng mờ mờ này. Điều ơi, chập nước rồi. Đâu mà mờ mờ. Sao, đường nào tí đang xuống nước mà. Mẹ xuống nước đi. Đây là súng bắn cá của bọn tôi đang làm đây. Tốt rồi mẹ, được cha. Suýt. Do trục trặc nên đại ca chuốc được không làm. Tao lên ga luôn nhưng mà cứ rô ra từ từ ấy. Nó để tao lăn cơ. Đây hả, cam ra về. Đây, để chúng tôi đi ra suối. Tối quá nhỉ. 5.000. Đây, chúng tôi đang đi xem cá. Cá đây bán làm gì? Bán cho nước. Cá đây mà bán thì bán cá đâu? Cá đâu? Con cá ôm chỗ đá đây. Ốc của tôi nhiều nhỉ? Nhiều ốc lắm rồi. Ốc của tôi là ốc to thôi. Đâu ốc đá đâu? Ốc đá kia. Chạy rồi. Ủa, ốc nhiều nha. Ốc to của tôi ấy. Ờ. Bắt luôn tao mà luôn cá sấu này. Cá sấu. Có cả cá mập này. Có cả cá mập nữa. Cái nào? Đây đại ca chuốc đã xuống nước. Hy vọng là chuốc sẽ mang về rất là nhiều cá. Có không chuốc?
con cá đầu tiên. Cá đá. Đi xem này, em xem nào. Cá đá. Được chưa? Con nó hồi nãy ơi. Rồi đây là con cá đầu tiên. Con này to rồi đấy, cỡ này là to rồi. Em không lặn được sâu cho nên là em chỉ có ấy cho nó thôi. Đây thưa các bác, đây là con cá niên trắng, cá con cá đặc sản ở vùng Măng Đen. Con cá này thường là nó sẽ ăn những cái rong rêu ở lên trên đá thôi, và nó ăn bộ ruột của nó rất là đắng, nên được coi là vị thuốc, nên ăn cá này mà không có ruột ấy thì người ta thường sẽ không ăn. Đó các bác ha, đây con cá niên rất là đẹp, buổi tối nó sẽ bắt sáng. Con cá này chỉ là cá nhỏ thôi. Ok, thì chúng ta sẽ nướng con cá này. Nướng à? Chùm gì? Dạ, chùm mền. Chùm đất. Chùm thơm luôn. Trường giống con đất với trường là đánh gì chó. Mình thật khỏe nhược như chị. Đây hai con thôi, tao bắn thương mẹ cho nên con lưng nó đang tao bắn cá không lưng chim tao không phải là chim free để cho tụi mày bắn rồi nghe leo rồi chưa rồi nhặt cốc đem không có chi là không ăn cá lại nhiều. Bằng to hơn đây này. Này mà nó tăng lên chi rồi cho nó đi. Để nó nằm âm sao. Cái đá chọn thế nào vậy? Tao đi đổ mẹ bằng. Tao thích là qua cái kéo mũi xích ra đi cho lấy than được mũi trái bên ngoài còn than bên trong để mình. Đi rằng không nhiều nhưng vẫn là cá. Cảm biết đây này. Phù lâu rốt tiền khó đào tạo. Đây là ruột của con cá niên. Và thằng Trúc nó bảo tôi ăn. Nếu mà chết là trước chịu trách nhiệm. Rồi, anh bắt đầu ăn thử. À, rất là đắng. Chưa ăn cái đắng. Ăn rồi nhưng mà con cái ruột này to quá. Dài. Đắng không? Cà phê đắng thì còn uống được, nhưng cá đắng rồi. Đắng. Phê quá, phê. Rồi, chuẩn bị chết rồi. Chuẩn bị chết rồi, xíu rồi. Chưa phê cho em. Quá đắng á. Nhắm mắt rồi. Đắng nhưng mà đắng ngọt nha, ký lên. Bóp muối lại đi. Ngọt quá. Anh hãy bắt cho anh cái niên to như này luôn nhé. Cái này này. Mày bắt chưa ăn? Chứ lại 4 con 1 ký là chưa ăn. Ờ. Chưa ăn đâu, còn nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.